Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về cái cách trồng cà chua rất là độc đáo. Sau khi đi thăm vườn thì tôi thấy là rất là nhiều cà chua non đã mọc lên ở đám đất phía sau nhà. Đấy. Và hôm nay tôi sẽ tiến hành trồng cà chua tại những khu vườn chật chội, tại thậm chí để tại sân thượng hoặc là tại những cái ban công, những khu mà không có đường rộng bằng bằng ở vùng nông thôn. Thì mời các bạn cùng theo dõi cách làm của tôi nhé. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu, đó chính là một cái chậu để trồng cây. Chậu này chúng ta phải lưu ý nhé, đây là phải chọn loại chậu mà có lỗ. Cách trồng độc đáo này thì cái chậu chúng ta cũng phải lưu ý, hầu hết các cái chậu trồng thì đều phải có lỗ để thoát nước, tránh úng nước làm thối cái rễ cây. Thì cái loại này cũng làm như vậy, nhưng mà cái lưu ý của tôi là ở đây tôi có ba cái lỗ, vậy tôi sẽ trồng 3 cây. Đây chính là cái điều đặc biệt trong video này, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Sau đây trợ lý của tôi sẽ giúp tôi quay những đoạn video để tôi sẽ đánh bầu cho cái cây giống này. Đây, cây cà chua giống của tôi đây. Sau đó tôi sẽ làm công tác chuẩn bị để trồng vào cái chậu này. Cách đặc biệt là gì? Mời chúng ta cùng theo dõi nha. Trước bố để cái bay ở đây mà. Các bạn ơi, bố tôi đang đi tìm bay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan cây cà chua của chúng tôi. Tôi sẽ Chúng ta sẽ cần đến một cái dụng cụ để làm đất. Tôi có thể dùng một cái bay. Camera có nhìn rõ không nhờ? Có, nhìn thấy cái bay. Bây giờ tôi sẽ đào một cái lượng đất để chuẩn bị cho cái cây này. À, bây giờ tôi sẽ đánh cái cây này lên làm để trồng, cây này để trồng. Và cây này bé quá, cây này bé quá, tôi sẽ sử dụng đến cả cây này nữa. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh camera xa hơn nhá để nhìn rõ cây. Đấy, trời, cái này rất là lớn, lớn hơn cả mấy cây này luôn nha các bạn ơi. Tôi sẽ đào sơ bộ ra nhé các bạn nha. Đấy. Đây, các bạn nhìn thấy vị trí này không? Đấy. Tôi sẽ đào lên như này. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Cố gắng, nhiệm vụ của chúng ta như sau. Chúng ta cố gắng đừng để bị đứt rễ những cái rễ cây như thế này nhá. Và khi trồng chúng ta nên trồng sáng sớm hoặc chiều muộn. Bây giờ là đang là 17 giờ, rất là thích hợp cho việc trồng. Đấy. À, nên là các bạn lưu ý như vậy. Tôi sẽ để sẵn đây một cây. Hey, các bạn ơi. Cây số 2. Đây là cây số 2 này. Hai cây. Đó, cây số 3 đây. Cây số 3 đây. Đây, cây số 3 đây. Cây số 3 đây. Đấy, cây số 3 lớn quá, mặt hình không che đủ rồi. Đấy, không sao. 3 cây. Mời các bạn cùng theo dõi đây. Đây. Sau khi chuẩn bị chậu xong, tôi đã chuẩn bị 3 cây giống. Đây là một này. Đấy. Đây là một này. Và là 3 cây này. Cái chiều cao của nó là khác nhau do cái điều kiện ánh sáng của nó thôi. Tôi biết chắc nó là cùng một lứa. Vì đây tôi là người gieo hạt nó mà. Đấy. Thì sau khi chuẩn bị cây giống xong, chúng ta lưu ý nhá, đừng để bị đứt những cái rễ của nó. Giữ tối đa cái sự an toàn của rễ này thì cây trồng của chúng ta mới đảm bảo. Bây giờ chính là cái điểm quan trọng nhất. Đây mới là điều bí mật này các bạn này. Chúng ta có thể thấy được có ba cái lỗ này. Chúng ta sẽ làm như thế này này. Đây mới là điều lạ của tôi này. Tôi sẽ trồng ngược nó vào đây các bạn ạ. Đây. Ủa sao lại trồng ngược vậy? Đấy, đây là các bạn đang rất là thắc mắc nè. Các bạn đang thắc mắc đúng không? Rồi không sao. Tôi sẽ giữ ngược về đây các bạn nha. Sau đó tôi sẽ cho đất để bảo vệ cho cái rễ cây này. Đây các bạn quan sát bên đây nào camera. Ok, tôi sẽ chọn đất mềm nhé, chọn đất mềm ở xung quanh này. Đấy, đất mềm tôi sẽ cho xung quanh để bảo vệ cái bầu, bảo vệ cái bộ rễ và cái gốc, tránh bị va làm bị thương bởi cái thành của cái lỗ này nhá. Tiếp tục được chưa? Chúng ta sẽ cho đất mềm và để bảo vệ cái rễ này. Sau tiếp theo là tôi sẽ cho một cái cây thứ hai nào. Đây các bạn ạ, đây rễ của nó đây, tôi sẽ cho vào đây. Các bạn ơi, tôi thấy rất là thắc mắc luôn đi nha. Rồi, yên tâm, các bạn phải khéo léo một chút nhá, đừng để làm đứt những cái rễ của cây non nhá. Đấy, đây. Tôi đã cho được gốc nó lên đây rồi. Tôi khéo léo thì giữ nó lại. Tôi chọn đất mềm để bảo vệ cái gốc bộ rễ của nó nha. Các bạn ơi, khu vườn của nhà tôi. Các bạn nhìn thấy không? Camera có nhìn rõ không? Nhìn rõ cái gốc cây không? Rồi. Và tiếp theo tôi sẽ chuẩn bị một ít đất mềm. Đây, đất mềm đây. Để tôi sẽ chuẩn bị trồng một cây mới. Cây mới này tôi cũng sẽ cho từ phía đằng sau này lên các bạn ạ. Đây, cây mới đây. Đây nha, chúng ta sẽ quan sát đây nha. Sẽ đưa qua đây nha các bạn nha. Đây, rễ cây đây. Lỗ này sẽ chính là lỗ thoát nước luôn các bạn ạ. Đây, đây là một cái trồng thứ cây thứ ba vào đây các bạn ạ. Tôi giữ khéo léo vào bằng hai ngón tay này nha.
và tôi sẽ bồi đất ở phía đằng trước này. Đây. Đất rất là mềm luôn. Đất rất là tơi xốp và màu mỡ. Tôi thường xuyên tưới nước qua gạo lên đây các bạn ạ. Đấy. Và như vậy, phần việc cơ bản là chúng ta đã trồng đã chuẩn bị là khá là xong rồi đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm dưỡng chất ở đây. Xin mời các bạn cùng di chuyển vào khu vực tôi có phân bón. Tôi sẽ sử dụng là phân dê. Như vậy là chúng ta đã có 3 cây với độ dài ngắn khác nhau. Bạn thấy chưa? Trồng ra 3 cái lỗ ở dưới đáy này. Chúng ta cùng xem kết quả nhé. Chúng ta sẽ đi vào tới nơi có phân bón. Ta đi vào nào. Các bạn ơi, đây là khu vực mà tôi đã chuẩn bị sẵn phân dê rồi nhé. Các bạn nhìn rõ không? Một chút. Đây, đây là phân dê đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta bỏ những cái vôi này ra nhé. Đấy, bỏ vôi ra nhé. Đấy. Chúng ta chỉ cho phân dê thôi ha. Đấy. Rồi, đúng rồi. Chúng ta sử dụng cái vôi bột để xử lý phân dê. Phân dê này bây giờ rất là an toàn. Thích hợp, rất là thích hợp cho cả trồng hoa và cây cảnh luôn. Đây là cà chua. Chúng ta cho thêm vào đây đi. Mời bạn nhìn vào đây đi. Ok. Rồi, rất tốt. Tôi sẽ cho một lớp phân dê mỏng đủ để dinh dưỡng cho 3 cây này ra chùm hoa. Đấy, ok. Sau khi chúng ta cho phân dê xong thì chúng ta cứ để ở đây thôi các bạn ạ. Chúng ta bao giờ chúng ta sẽ bón thêm tí nước vào gạo, bón thêm vào đây nhá. Đấy, hoặc là phân NPK. Đấy. Nhiệm vụ bây giờ chúng ta sẽ cần tìm phương án nào đó treo lên. Ai có phương án gì nhỉ? Dây ạ. Dây ạ. Ok, đây là chúng ta sẽ có như thế này các bạn nhé. Mời bạn sẽ trợ giúp tôi bằng cách cho này vào đây. Vâng, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Đây này, đây là 3 khóm cây. Mời các bạn cùng tham khảo cái cách trồng rất là độc đáo. Và chờ những chùm quả từ cách trồng của tôi nhá. Cách trồng này thì bộ rễ đã bị tổn thương ít nhiều. Chúng ta hãy để cách khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng bắt đầu mới tưới nước. Đấy, đây chính là một cái điểm lưu ý. Khi mà bộ rễ hay thân cây bị thương thì chúng ta tưới ngay nó dễ bị nhiễm nước bẩn vào, nó dễ bị dập. Từ đó, từ chỗ dập đó sẽ bị thối, bị hỏng gốc, chết cây. Đấy, vì vậy chúng ta lưu ý nhá, có thể để đến cuối buổi 2 tiếng chúng ta sẽ tưới. Và chúng ta giữ ẩm thì chả mấy chốc dinh dưỡng ở phía trên được chúng ta cung cấp, nó sẽ tiếp cận, cái bộ rễ của cây sẽ được tiếp cận và nó sẽ có thể hấp thụ được. Ok, chúng ta sẽ cùng chờ cái điều thú vị qua cái cách trồng này nhé. Và đây là kết quả sau 1 tuần nha các bạn nha. Đấy, cây đã bắt đầu tươi trở lại thì được sau 2 ngày trồng thì cây đã bắt đầu tươi trở lại và đến 1 tuần thì cây đã bắt đầu uốn cong lên như thế này. Nên các bạn yên tâm nhá, khi mà tưới nước thì từ trên chậu này của chúng ta tưới nước qua đất này, dưỡng chất chúng ta qua đây, sau đó nó sẽ rễ cây chúng ta sẽ hấp thụ được. Còn thân cây thì không bị làm sao, thân cây nó sẽ vươn lên nước, nếu mà không may cái lượng nước thừa nó sẽ theo cái phần thân này nó nhỏ xuống đây thì nó sẽ trôi đi, và lá của cây cũng như là ngọn của cây thì không, hầu như là không bị ảnh hưởng bởi nước bẩn, nên mà dưỡng chất thì nó vẫn hấp thụ được. Và sau này thì cây sẽ phát triển to nặng thêm thì chúng ta sẽ có cái kết quả mới. Chúng ta chỉ việc chăm sóc như bình thường. Cây thường ra quả sau 3 tháng, tầm 3 tháng là chúng ta có thể thu hoạch được quả cà chua. Đấy, đây là kết quả của chúng ta theo trồng một cách mới. Hy vọng là sẽ ra được cái chậu cây thú vị. Mời các bạn sẽ cùng gặp lại trong cái video chờ đón kết quả của em nó nhé. Cách trồng này thật là độc đáo nhưng cũng rất dễ dàng thực hiện, thích hợp cho những vườn treo, những ban công hoặc là những vườn sân thượng, hoặc là những bạn nhỏ muốn trải nghiệm việc trồng một cây xanh, trồng một cây rau, trồng một cây cảnh. Hy vọng là chia sẻ này là hữu ích. Chúc các bạn thành công.